Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66, lần 4, tuần 20. Tịnh xá Ngọc Vân, Trà Vinh. Ngày 29 tháng 1 năm Quý Tỵ. Tức ngày 10 tháng 3 năm 2013. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng Giêng, cũng là ngày Chủ Nhật. Theo thường lệ, chúng ta có giảng giáo lý, có sự trao đổi về Phật Pháp và trả bài. Thì chúng ta tiếp tục đi vào bài giảng. Quý vị thấy cái tịnh xá này bên ngoài coi vậy đó. Chùa to cột lớn, cột bự bự, mà bên trong trống rỗng, nghèo chết luôn, không có cái gì hết. Cả điện thoại di động, điện thoại bàn cũng không có. Tiền bạc cũng không có nữa. Tôi chỉ lo tu thôi. Thành ra cái giáo pháp tôi giảng rất sâu, đòi hỏi Phật tử về ngồi thiền. Ở đây được bên trong. Tôi nói ở đây được tốt gỗ, còn nước xưa bên ngoài chút ít thôi. Cái nghi thức phải có, mà phải thật là đơn giản. Thưa quý vị thấy, đi vô đây tôi đâu có bắt đọc kinh gì đâu. Vô là bắt đầu thuyết pháp. Quý vị lễ Phật, lễ sư trưởng, lễ quý sư trung, rồi bắt đầu giảng pháp. Rồi xong lễ Phật, lễ sư trưởng, rồi nghỉ. Chứ không có đọc kinh, đọc kệ gì. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần gì hết trơn. Rồi không có hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Gì không có. Cái hồi xưa Đức Sư Trưởng không có, không có bày. Tôi thấy rất là đơn giản. Nó đỡ mất thì giờ. Thành ra có thì giờ tôi giảng pháp. Mà giảng tiếp tục, Phật tử phải hiểu lớp 1. Thì tôi mới giảng qua lớp 2 được. Vững lớp 2 tôi mới qua lớp 3 được. Thành ra cái bài kinh 66 này cứ dừng ở đó hoài. Thì một số cũ, chừng mười mấy hai chục người. Bây giờ lên được 30-40. Còn một số mới thì chả hiểu gì hết. Thì tôi hơi đau lòng. Mình giảng hiểu ít nhất cũng 2/3 pháp hội. Bây giờ pháp hội rất là đông, mà hiểu giáo lý chừng 20-30. Nhất là bên nữ rất đông. Còn bên nam thì quá tệ. Làm như họ không có tha thiết. Thành ra tôi muốn giảng cho sâu thì tôi mới đặt ra những cái mà Phật tử phải cố gắng trao đổi với nhau. Một nhóm thôi. Chứ tôi thấy ông Thiền Khánh giảng rất hay. Nhưng mà có lẽ là ông giảng cho ổng. Chứ Phật tử không có tiếp thu gì hết trơn. Muốn tiếp thu thì Phật tử phải có một số vốn giáo lý. Tức là phải nghiền ngẫm rồi trao đổi chứ không phải là giảng dạy. Ở đây không phải giữ hình thức là giảng sư. Giảng rồi quý vị nghe như là con trâu ăn cỏ rồi bỏ đó thôi. Rồi nó sình cái bụng. Còn nếu trao đổi là không được nhiều. 7-8 người, 10 người trở lại chứ không trên nữa. Rồi ông nói ra rồi Phật tử phải hỏi. Rồi ông trả lời. Phật tử dí ổng, rồi ổng dí trở lại. Thì cái giáo pháp mới đi sâu vào trong Hoa Lại Gia mình. Mà muốn hỏi thì Phật tử phải ngồi thiền. Thành ra tôi bắt bài kinh 66 phải trả thuộc lòng. Tôi còn phải thuộc lòng mà. Nếu không thuộc lòng phải đem cái này theo, móc ra. Mà móc ra coi thì mất thì giờ. Khi nào mình nhớ lại là nó hiện ra thôi. Còn Phật tử như là cốt tươi, giờ khẹt. Tôi làm như vậy, xếp bỏ túi được rồi.
cô đem đi photo, ép nhựa cái giấy nó cứng ngắt. Vậy làm sao xếp? Đi đâu coi rồi không có chỗ cất. Cô để ở trên nhánh bông. Tôi nói sao mà dại quá trời. Rồi tôi hỏi dí cổ. Tôi hỏi, tu rồi cuối cùng mục đích cô đi đâu? Cổ nói, kiếp sau làm hoàng hậu. Tôi nói, trời đất ơi, vậy coi như cái bể rằng của tôi tiêu hết rồi. Làm vua mà tôi còn không chịu mà. Chuyển Luân Thánh Vương là vua cả vũ trụ, mà tôi cũng không được nữa mà. Không biết cổ nghe cái gì. Tôi nói chết rồi. Chắc hỏi người khác cũng vậy. Thiệt, hai ba người cũng mong kiếp sau làm vua, giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Thì quý sư đọc hoài, nhưng mà mục đích của Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra không phải là đưa quý vị về cõi trời. Có, nhưng mà từ cõi trời mà dừng ở đó là phạm giới cấm thủ, phải tiến qua cõi Phật. Mà chỉ có cõi người trời mới qua cõi Phật được thôi. Còn bốn đường ác thì vĩnh viễn không qua cõi Phật được. Dù vẫn có Phật tánh, nhưng mà phải thông minh thì mới nhận được. Mà như thế nào là thông minh? Thì tôi giảng rất rành, phải giữ giới cho kỹ. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa có qua cõi Phật được. Phải khỏi cần niệm Phật, nhị thiền, định sanh nhị lạc. Thì có một sự trăn trở thao thức và có thiện tri thức. Tôi cũng không biết, chắc tôi làm thiện tri thức. Tôi cũng cố gắng vậy. Thì mình mới nhận được cái bất tử. Nếu có vãng sanh là trung phẩm, còn không được thì cũng hạ phẩm, chứ không rớt lại được. Còn nếu tạp niệm thì sao? Nhờ ban hộ niệm thì vẫn vãng sanh thôi. Mà nếu không có ban hộ niệm thì sao? Thì hiện hồn về cho bạn xem mình biết. Còn nếu mình để mang thân con chó 10 năm thì bao nhiêu chủng tử niệm Phật thì mình bị chủng tử của chó nó vô tiêu diệt hết. Thì công phu bỏ. Thành ra pháp niệm Phật trong thời mạt pháp này tôi thấy thù thắng hơn hết. Không có pháp môn nào bằng. Nếu biết giáo pháp cho rành thì 100 người vãng sanh hết 100 người. Chứ không phải như mấy ông giảng sư giảng cái câu này mà tôi không chịu. Cứ tu đi, niệm Phật đi. Tu Tà Tà Di Đà cũng độ. Tu Lai Rai Như Lai cũng chứng minh. Tôi nghe tôi nói, trời ơi, pháp môn tịnh độ bị hạ thấp, bị phỉ báng tới vậy sao? Tu Tà Tà, tôi đi uống cà phê, tôi rung đùi, rồi muốn ăn chiều, ăn mặn, muốn ăn gì cứ ăn, muốn phá giới cứ phá. Tu Tà Tà thôi. Chữ Tà Tà nó nguy hiểm. Tu Lai Dai, chữ Lai Dai cũng nguy hiểm. Tu Lai Dai, Tu Tà Tà, lòng nhõng Tà Tà cũng vãng sanh thôi. Có pháp môn nào mà kỳ khôi vậy? Thành ra tôi mới đọc lại. Tu Tà Tà thì mãng xà nó độ, Tu Lai Dai thì còn xấu nó nhai xương. Có nhiều vị pháp sư ghét tôi. Tôi thấy là phải vậy. Vừa vừa thôi, cái gì mà hạ pháp môn tịnh độ quá tệ. Nếu mà hiểu giáo pháp thì vẫn vãng sanh, nhưng mà không hiểu thì phải sa đọa. Khác nhau ở cái hiểu biết. Cũng như cái cô gì ở Úc, trưởng ban hộ niệm. Quý vị biết một người trưởng ban hộ niệm khó kiếm. Cũng như ở đây 700 người thì lựa giỏi nắm được 4-5 người mới đủ khả năng làm trưởng ban hộ niệm. Còn làm hộ niệm thì dễ thôi, giữ năm giới, vô đó A-di-đà Phật theo người ta. Còn trưởng ban hộ niệm phải ngồi gần người chết, người hấp hối, và giáo pháp phải cho vững, phải cho người ta thấy ai cũng phải chết, nhưng có một cái bất tử trong cái xác thân sanh tử này. Cái đó là khó khăn nhất.
Tôi đã từng đi nhiều chỗ rồi. Có người nằm 2-3 năm không chết. Họ không chịu chết. Họ lấy cái tư tưởng, cái định lực của mình để giữ cái xác thân này. Xác thân này của tôi, tự ngã của tôi. Thế tôi không đồng ý chết. Họ nghe nói chết là họ rất sợ. Sư đừng nói tới vấn đề chết. Con không muốn chết. Tôi nói, bà không muốn chết vẫn phải chết. Nhưng có một cái không chết ngay trong xác thân bà. Con không biết. Rồi bắt đầu phải giảng. Con mắt có phải của bà không? Lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái chân đi. Phải bà không? Nói, phải, cái đó là của con. Lầm. Do cái lầm này mà bà mới lang thang đau khổ. Con mắt không phải của bà, cái lỗ tai không phải, cái miệng, cái thân, cái chân, hơi thở. Không phải của bà. Mà cái đó chỉ là cái bóng dáng của cái chân tâm. Cái đó là cái sanh diệt phát ra từ cái bất sanh bất diệt. Thì mới chỉ cho bà thấy. Tu thì có ba, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ý nghiệp mới là bà. Cái xác thân không phải bà. Cái miệng không phải bà. Bà lại Phật một ngày 10.000 lạy. Bà niệm Phật một ngày 1 tỷ câu. Mà cái tâm tư tưởng bà nghĩ tới con, tới cháu, tới tiền bạc. Đảm bảo bà không vãng sanh, bà chỉ xuống địa ngục ngạ quỷ. Còn bây giờ nếu bà cao rồi, bà khỏi cần niệm Phật, khỏi cần lạy Phật. Bà nhớ nghĩ tưởng, bà chết thì bà vãng sanh về cõi Phật. Vãng sanh hay không là do cái niệm cuối cùng. Hít vô thở ra nhớ tới Phật, lập tức vãng sanh. Rồi phải giảng cho người ta rành. Nó có hai cái nghiệp thuận chiều là trọng nghiệp và thường nghiệp. Có hai cái nghiệp nghịch chiều là bất định nghiệp và nghiệp nghịch chiều. Phải hướng dẫn cho người ta rõ ràng. Thì một người khai thị là một người giáo lý phải cho vững chắc. Thì ở đây 50, 70, cả 100 người. Giỏi lắm đếm chừng 5-7 người đủ khả năng khai thị thôi. Còn bát hồn niệm thì dễ thôi. Ai vô cũng A-di-đà Phật được. Mà khó khăn nhất là người chết. Cái hơi nó dữ lắm. Nếu không khéo là bệnh. Tôi đi khai thị về là bệnh 2-3 ngày. Rồi sau này, cái ban hồn niệm, nhất là cô Hạnh, không đồng ý. Nói sư ngồi như vậy, sư về bệnh chết. Rồi mới đem cái máy. Tôi ngồi ở xa vài ba thước, thì cái hơi nó không có tới. Mình còn khỏe được, còn ngồi sát bên người bệnh, rồi làm sao? Nhưng có nhiều người, mình không ngồi sát là không chết được. Cái định lực mình yếu, ở xa mình truyền cho người chết nó yếu. Chính cái ông liên trường ở Vĩnh Châu cũng vậy. Tôi khai thị bằng cái micro, cái máy nhỏ để đó, nghe lớn tiếng. Ông không chịu chết. Ông có niềm tin tôi tuyệt đối. Nhức nhối quá. Tôi nói, bây giờ nhức ông cứ niệm A-di-đà. Ông đừng nhớ tới cái nhức. Ông nói, con rất kính sư. Bởi vì tôi đang ở đây mà tôi dám đi xe hơi về đó 4 tiếng đồng hồ. Cả 200 mấy chục cây số. Mà 2 giờ chiều tôi đi đến 7 giờ mới tới nơi. Khai thị cho ổng liền. Đến 9 giờ tối ổng mới chết. Quý vị thấy là tôi kể công với ổng. Ổng nói, con rất nhớ sư, con rất kính sư. Con xin nhớ tới Phật A-di-đà. Con không nhớ tới cái nhức nữa. Ông bị ung thư phổi. Ung thư nó nhức vô cùng. Mà tỉnh táo vô cùng. Bệnh ung thư nó ngộ như vậy. Rồi ổng nhớ tới Phật A-di-đà. Nhức quá ổng kêu. Ổng cua tay. Ổng la trời. Tôi nói ông như vậy là Phật Di-đà không tiếp dẫn ông đâu. Ông phải làm sao nhớ tới Phật.
Ông nói con rất kính sư, con nhớ tới Phật A-di-đà, không nhớ tới cái đau. Làm được chừng 3 đến 5 phút, cái ông nhức, ông quậy nữa. Tôi thấy không linh, tôi mới bỏ cái micro xuống, đến bên ông, thì cái định lực tôi mới chuyển qua cho ông được. Vì định lực mình chưa mạnh lắm, mà qua cái micro, thì cái micro là địa ngục, thì chuyển định lực nó yếu đi. Đó thành ra do ở cái chỗ đó ổng vãng sanh được. Tôi nói tôi từ ở Trà Vinh lại đây, công lao tôi. Mà nếu ông không nhớ Phật nghĩ Phật mà ông nhớ tới cái nhất thì ông không có tin tôi. Ông không có kính tôi. Ông kính tôi ông phải tập trung. Ông nói con kính sư con nhất định con phải nhớ Phật. Con không nhớ tới cái đầu nữa. Nói xong thì ông tắt thở. Thì quý vị thấy cái định lực của người nói với cái người nghe là nó phải giao thoa nhau. Mà nếu cách cái micro rồi thì cái vật lý này, cái địa ngục này nó cản trở một phần. Thành ra quý vị phải hiểu cái duy thức ở chỗ đó. Kỳ đó tôi nói chuyện với cô Hoa Tâm. Tôi nói, cô hẹn với tôi xuống nghe pháp mà cô không nghe. Cô không có pháp lý. Làm phước thì nhiều mà cái trí tuệ không có. Nói, băng của sư con có cả đống kìa, không thiếu cái đĩa nào hết. Tôi nói, cô nghe băng tôi là cô nghe tôi hả? Thì của sư chứ của ai? Tôi nói, không phải của tôi. Nói, tiếng sư nói rõ ràng. Tôi nói, là địa ngục nói chứ không phải tôi. Cái băng nó làm gì có linh hồn. Bây giờ cô không nghe nó mà cô không hiểu cái gì thì sao? Cô hỏi nó hả? Nó trả lời cho cô hả? Mà khi niệm Phật, cái băng đĩa nó có truyền qua cô được không? Cô còn cao hơn nó mà. Bây giờ cô giảng pháp, nó còn hay hơn cái đĩa đó. Mặc dầu nó là của tôi. Của Phật bây giờ cũng vậy. Nếu cô giảng pháp lợi, thì cái pháp của cô đối với người đối diện còn hơn là cái đĩa của Phật dạy. Cô học phải hiểu, cái đĩa nó là địa ngục vô gián, không có cái biết, không có sự sống. Đó là vật lý, là địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián làm sao truyền cái thần lực mình qua được? Mà thần lực mình yếu phải nhờ người khác truyền mới mạnh. Thành ra cái ban hộ niệm, nếu nói vậy thì thâu vào đĩa. Cái đĩa ban hộ niệm, rồi người chết mở cái băng đĩa ban hộ niệm ra, giúp cho họ vãng sanh. Không vãng sanh đâu. Bây giờ cái đĩa đó 1.000 người hộ niệm thâu vô đĩa, mà cho người chết nghe. Với 2 người sống mà đến hộ niệm, thì 2 người này hơn cái đĩa 1.000 người hộ niệm. 1.000 người là 1.000 cái địa ngục vô gián. 2 người này là người ta có linh hồn. Thành ra người đi hộ niệm cần phải giữ giới cho kỹ. Nhất là các sư cô. Mấy thầy mà giữ 250 giới, 348 giới. Thì cái định lực người ta rất là mạnh. Nhưng mà tôi nói có giữ giới nha. Chứ không phải là thọ giới à. Thành ra người có tu nó khác. Chẳng hạn tôi nói quý vị đến những người công an. Người ta nói, đứng xa thì sợ, đứng gần thì run. Nó có cái tử lực. Cái lực nó ra thì mình thấy mình bất an. Còn nếu một người tu thiền định cho giữ, quý vị đến gần, quý vị thấy một sự an ổn, một cách sảng khoái vô cùng. Mà nếu quý vị không hiểu biết được, cũng như là cái ông gì ở Long Xuyên, chạy xe từ Long Xuyên xuống đây, ông năn nỉ để xe trong này. Nói, sao mà con lại tinh xá này con thấy an ổn vô cùng, nó sảng khoái vô cùng, mà các nơi con thấy không có an ổn. Tại sao vậy sư? Tôi nói, tại những người ở đó có tu có dư giới hay không có tu thôi. Ông đến một người đó ông thấy sảng khoái là sao? Người đó có tu có giữ giới,
có tu thiền định và có sự chứng đắc. Còn những người không giữ giới, ăn cướp gì kia ma túy, ông lại. Là ông thấy bất an, không an ổn. Thành ra cái định lực của mọi người rất là quan trọng. Thành ra ở đây tôi chú trọng cái ban hộ niệm. Mà bây giờ ông Thiện Giao, ông nản rồi. Là quý vị đi hộ niệm càng ngày càng ít. Nhất là mấy ông thiện nam không chịu đi. Còn mấy cô còn khá. Nhưng có một điều tôi để ý, mấy tôn giáo bạn, người ta đi rất là chỉnh tề. Ở đây thì dường như không chỉnh tề cho lắm. Muốn biết tề chỉnh làm sao? Phải mặc áo giới. Bên nữ thì tôi thấy mặc nhiều, cũng có một số ít. Thành ra bữa nào thọ giới, tôi nhớ là tôi nhắc, thọ giới xong phải may cái áo nha. Muốn biết may như thế nào thì hỏi cô Thiền, ở đây cô may thường. Còn mấy ông thiện nam tôi có nhắc dòm coi, bữa nay cũng khá khá, không có mặc áo giới. Vô chùa thì sao? Mấy người cận sự nam cận sự nữ vô đây quét rác làm công quả cũng không có. Tôi dạy bây giờ khá, cũng như cô Siêu cô Tươi. Còn cô Hải thì cứng lắm nha, nói gì cũng mặc đồ các kẻ hà, không ấy được. Cô Siêu cô Tươi bây giờ đều mặc áo giới hết, áo lam hoặc là áo nâu. Áo nâu thì đúng ra tôi phải cạo cái đầu, nhưng mà nếu không cũng được, mà phải thêm ba giới, thêm ba cái hạnh chứ không phải giới. Không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không xem hát múa, không nghe xem hát múa. Mặc đồ nâu là không coi truyền hình nữa, không trang điểm phấn son, không được thoa son rồi phấn sơn móng tay nữa. Tập cái đó thì tốt. Tôi thấy ở đây nhiều người giữ được cái đó, nhất là cô sư gấm, con người đặc biệt. Tôi kêu thẳng ra để quý vị bắt chước. Không bao giờ đi Honda, toàn đi bộ. Thỉnh thoảng ở xa đi xe đạp, ít có tai nạn. Xe đạp thì khỏi đội nón bảo hiểm. Đi bộ là thể thao tốt nhất trong các môn thể thao. Chính vì giờ khoa học cũng công nhận. Mấy người sáng người ta đi bộ, giúp cho cơ thể người ta thoải mái. Còn quý vị nghèo nghèo ngon lắm à? Đi xe Honda không? Như cô Tươi nhà nghèo mà mấy chiếc Honda, tiền xăng nó mắc, còn tai nạn dễ xảy ra. Đã xảy ra té gãy chân mà vẫn không sợ. Được như cô gấm chẳng những đi bộ đi xe đạp mà không điện thoại di động nữa. Giống như sư cô, còn hơn sư cô nữa. Rồi giữ giới rất kỹ, thành ra cô rảnh rang cột chìm đắm trong thiền định. Có thể nói rằng trong pháp hội này ông Thiện Đức là người đứng nhất bên nam, cổ là người đứng nhất bên nữ. Có những cái sáng tạo, những cái bí mật của tôi để đó coi Phật tử lựa làm sao, thì tôi thấy không ai được hết, chỉ có ông Thiện Đức và cổ bật mí của tôi được phân nửa. Nghĩa là tôi giảng cái gì lập lại y chang. Giải thích ra chi tiết thì đây là ông Thiện Khánh và cô Như Nhật giỏi nhất. Nhưng mà nắm cái gốc của tôi thì không ai nắm được hết. Cô ông Thiện Đức và cô gấm nắm được phần nửa. Tôi giảng cái gì tôi cũng nắm từ cái gốc tôi giảng ra. Cũng như là giới định huệ thì cái huệ là quan trọng nhất. Thể tướng dụng thì cái thể là quan trọng hơn hết. Thân khẩu ý, nắm cái ý là quan trọng hơn hết. Nhưng ban đầu muốn được cái ý thì phải nhờ thới thân và khẩu. Mà khi được cái ý rồi thì thân khẩu không cần lắm, bỏ luôn cũng được. Cũng như mới đầu mẫu giáo phải đánh vần, giáp vần, y tờ y ti mới đọc chữ được. Rồi lên lớp 11, 12 làm luận văn rồi thì giáp chữ là không có thể làm được gì hết. Thành ra tôi nói quý vị là từ mẫu giáo rồi qua, qua mẫu giáo rồi, còn có một số mới là mẫu giáo, thì tôi muốn nhờ một số người đi trước đó giúp đỡ dùm. Nhưng mà tôi thất bại. Thất bại vì cái tự ái của quý vị.
quý vị sợ dư luận với cái ngã của mình. Có một số khá rồi, tôi nói thôi tập hợp lại đi, 7-8 người trao đổi nhau. Đừng có lại ông Thiện Khánh đông quá. 40-50 thì nghe giảng thôi. Thì mấy cổ ăn cái rơm cỏ mà không tiêu hóa. Thì mấy cô với mấy cô không chịu phục nhau. Không, Thiện Nam hả? Người nữ con không có nghe. Đầu hàng. Ở trong này mà nếu người nữ nào giỏi thì mấy người kia so liền, không chịu. Rồi làm sao trao đổi? Tu tập là để bớt cái ngã mà vô tình quý vị thêm cái ngã. Thiện Nam thì đâu có người giỏi. Giỏi lắm là một vài người như là Vân Toàn, Thiện Khánh, Thiện Đức. Mà Thiện Đức bây giờ suy rồi. Nếu nhờ ông giảng nữa là ông vô lò thiêu sớm. Ông yếu quá rồi. Thành ra tôi không dám kêu ông nữa. Làm nữa ông chết. Còn ông Thiện Khánh bây giờ cũng suy rồi đó. Thấy cái đà này thì mà ông thì hăng lắm. Ông Vân Toàn, ông Vân Thái. Bây giờ có thêm ông Vân Hòa, Vân Dũng, Vân Linh. Mấy ông này khá. Còn đa số tôi thấy không có cái thông minh, không có cái sáng suốt. Bên nam có bấy nhiêu thôi. Bên nữ thì đông vô cùng. Thầy nói bên nữ tôi phục, tôi tán thán. Nhưng mà cái ganh tị cũng còn. Khó khăn nhất là chỗ đó. Kêu học nhau thì không ai phục ai hết. Rồi làm sao mà trao đổi? Trao đổi là phải hòa hoãn với nhau. Thì đây tôi thấy như cô Như Nhật, Liên Trà, Liên Hiếu, Liên Lâm, cô Hạnh, cô Bi, cô Như An, cô Hưng, cô Chí. Mấy cô đó giỏi giỏi không? Mà không chịu dẫn mấy cô đi. Mà dẫn cũng không được, không ai phục ai hết rồi làm sao? Thà đi ông Thiện Khánh, ông Vân Toàn, ông Vân Thái thì được. Còn mấy cô học nhau thì không chịu. Tôi đầu hàng thôi. Bởi vậy người nữ nó khó. Thành ra Đức Phật hồi xưa không thâu người nữ là ở chỗ đó. Càng đông chừng nào thì nóc tịnh xá bay mất thôi. Thành ra tôi cũng không biết tính làm sao nữa. Thôi kệ để như vậy, từ đầu hay từ đó. Nhưng mà tôi phục cái người nữ là bài vở học rất giỏi. Chịu học, chịu nghiên cứu, chịu trả bài. Cực khổ vô cùng. Nhưng mà cái tánh đàn bà thì vẫn là cái tánh đàn bà thôi, chứ không thay đổi được. Tôi nói thẳng, có ghét tôi thì tôi chịu. Tôi muốn làm sao quý vị phải thành Phật. Cái người trời thì tôi biết quý vị chắc chắn là người trời rồi đó. Nhưng mà tôi muốn làm sao quý vị thành Phật chứ đừng có làm trời. Như cô Tươi trả lời một cái làm tôi choáng váng. Tôi nói trời ơi, mình giảng mà bây giờ làm trời thì dư sức thôi. Làm phước cho nhiều thì sanh về cõi trời. Mà không phải mình cổ nha, đa số cũng nhiều á. Thành ra tôi thấy như cô Liên Siêu, cô Hải, cô Nhàn. Mấy người đó tính sanh về cõi trời không à? Chứ không vãng sanh cõi Phật được. Bài vở không chịu học. Tôi năn nỉ lắm thì có cô Tươi. Bây giờ cô Đào cũng bắt đầu trả bài. Nhưng mà cái này trả dễ thôi. Bài bản sẵn học trả. Còn câu số 1 là khó nhất. Thì đây tôi cho quý vị chuẩn bị, tôi giải thích câu số 1. Thì tôi năn nỉ một lần nữa. Xin là Phật tử đi hộ niệm, dù bất cứ nơi đâu, xin đem cái áo giới thao. Quý vị coi bên cao đài, quý vị thấy người ta đi vô thánh thất toàn là áo giới không? Rất là đẹp. Còn mình mặc áo giới cũng rất là đẹp mà không dám mặc. Đúng ra mặc từ ở nhà đi vô. Người ta ngoài đường cũng vậy. Bên Thiên Chúa cũng vậy. Người ta mà đi vô nhà thờ, người ta mặc áo dài không? Còn mấy ông nam thì mặc áo bỏ vô quần đàng hoàng. Còn mình bên nam ít có người áo giới. Bên nữ thì có gần 90%. Mà đi hộ niệm thường thường lại không mặc. Mặc đồ xanh, đồ đỏ. Kêu là đồ cắt kè. Coi nó kỳ vô cùng. Mặc cái áo này ra ngoài, người ta biết mình là người Phật tử. Quý vị sợ người ta biết. Trời ơi, làm tốt mà sợ.
rồi ăn trộm ăn cướp lại không sợ. Mình là người thiện lành mà sợ. Cái áo giới của sư trưởng Minh Đăng Quang rất là đẹp. Nó ngắn, đi coi có vẻ chững chạc. Còn cái áo dài nó ẻo lả, là áo đời mà. Thành ra quý vị may nó chặt cái eo, đừng có dài đụng đất, coi nó không có được. Thì thấy cô Thiền cổ biết may mà cổ còn không chịu nữa. Cổ nói nó coi kỳ lắm sư ơi, nó ngắn quá hả? Tôi nói cô cứ may đi, có gì tôi chịu. Xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Cô cứ theo trợn lý sư trưởng cô may đi. Cô để ý coi người ta mặc đi rất là đẹp. Áo dài cao, không có phế đất. Áo giới mà. Còn cái kia là áo dài. Thiện Nam, từ nay tôi năn nỉ mỗi người may một bộ áo dài, một cái thôi. Còn mấy người vô tình xá, mấy người cố cựu cũng không có mặc. Xin vô tình xá mặc đồ lam hoặc là đồ nâu. Hả, à, cô Hưng, cô vô đây thường mà cổ cũng mặc đồ các kẻ. Đợi cúng hội thì cổ mới mặc, như cô Ngọc mặc đồ đó. Cô Duyên bắt chước theo. Chỉ có đi bữa nay mặc đồ lam thôi. Nếu mình là cận sự nam, cận sự nữ thì vô đây luôn luôn là đồ nâu hoặc đồ lam. Đi vô thì người ta biết đây là Phật tử. Mặc đồ các kẻ xanh đỏ trắng vàng, coi kỳ muốn chết. Cái cô người Khmer quét rác đó, cổ cũng không chịu mặc. Tôi nói với cô Tấn, rồi cô Tấn cho hai bộ. Bây giờ cổ mặc đồ đó coi rất đẹp. Mặc coi có vẻ là người đạo mạo. Mặc đồ các kẻ vô coi nó kỳ quá. Thành ra buộc lòng hôm nay tôi phải nói. Thì tôi cũng năn nỉ quý vị thôi. Mà quý vị không làm thì thôi. Có vậy thôi. Làm cho nó đẹp đạo tốt đời nữa. Người ta vô tịnh xá, người ta biết người nào là Phật tử, người nào ở ngoài vô. Thà là ở ngoài vô người ta không biết đạo, người ta vô 2 tiếng người ta về. Còn quý vị là cận sự nam, cận sự nữ, tức là ở gần quý sư, thì mình phải khoe cái đạo đức cho người ta để người ta bắt chước. Mặc vô thật là đẹp. Như hồi nãy có 2 cô ở Sài Gòn xuống, tôi tưởng như là mấy cô tiên ở trên trời xuống. Xe Thanh Thủy đầu lại là 2 cô bước xuống như cái hào quang, thật là đẹp. Cái áo màu lam nhưng mà không có áo giới thì coi là biết Phật tử liền. Tôi với ông Minh Cảnh đi ra, vừa thấy xe Thanh Thủy đậu ngay cổng tịnh xá thì thấy có 2 cô tiên bước xuống. Nhìn lại thì tôi thấy cô Diệu Minh, đệ tử cô Như Nhật, và cô Diệu Kim, cháu của tôi đó. 2 cô ở thành phố xuống nghe pháp. Tôi thấy người ta tinh tấn như vậy tôi rất là tán thán. Còn quý vị ở đây rảnh mà không chịu nghe, nhất là cô Hải làm biếng vô cùng, không trả bài, trốn hoài. Tôi nói vậy thôi, nhưng mà nữa rồi luân hồi sanh tử thì ráng chịu. Bổn phận tôi, cái tánh tôi là muốn tất cả đều thành Phật, chớ thành trời tôi cũng không chịu nữa. Nhưng mà may là có pháp môn Tịnh Độ, mà thành trời mà phát nguyện một cái thành Phật. Cái đó là cái đặc biệt của pháp môn Tịnh Độ. Chỉ có Tịnh Độ mới dám nói như vậy thôi. Chứ còn nhất niệm mà làm sao thành Phật được. Vô niệm mới thành Phật. Mà vô niệm thì bất quá là nhập lưu, nhất vãng lai bất lai A-la-hán. Rồi A-la-hán phải phát Bồ Đề Tâm mới thành Phật. Còn Tịnh Độ mà vãng sanh về đó là đi thẳng tới Như Lai, bởi vì có Phật mà. Chúng ta nên hiểu chỗ đó mà cố gắng tu. Tôi cố gắng suy ngẫm để mà giảng cho quý vị rõ ràng. Thì ở đây là có phước báo nhất. Cũng như hồi nãy mấy người ở Sài Gòn xuống, hôm qua mấy người ở Long Xuyên xuống, Cái Cồn xuống. Rồi tôi giảng, nói con chưa từng nghe ai giảng Tịnh Độ mà dành như sư giảng. Hồi nãy có ông thầy xuống cũng vậy,
Nói con nghe được con mừng. Ông Tu Tịnh Độ nói, con Tu Tịnh Độ, con đâu có rảnh sư. Nghe sư giảng rồi, chắc chủ nhật tới còn xuống nữa. Tôi nói là xuống 2 giờ chiều nha, chứ tôi không tiếp như vậy nữa, vì đây là lần đầu. Tiếp mà mấy Phật tử còn đi các chùa khác, chỉ nửa tiếng thôi. Tôi biết như vậy là do ông là Minh Triết à? Ông không hỏi kỹ. Ông nói thầy đó thỉnh pháp, tôi thì thỉnh pháp thì tôi tiếp, còn lại tham quan là tôi không có tiếp, vô thăm chùa lễ Phật rồi về. Tôi đâu có tiếp cái vụ đó. Tôi thấy mới quá, mà có một thầy xuống nữa, tưởng đâu tha thiết giáo pháp. Ông muốn nghe, tưởng đâu bạn ông giác hỉ gì đó giới thiệu xuống, mình cũng tiếp rồi tính giảng một tiếng đồng hồ thôi, rồi chiều hãy lại nghe. Ông nói con đâu có tới chiều, còn đi nhiều chùa nữa. Tôi nói vậy giảng pháp làm chi? Xin sư cho nửa tiếng. Tôi nói, thôi nửa tiếng thì tôi không có giảng. Nửa tiếng mà giảng cái gì? Thì thôi tôi nói vậy đó, Phật tử thông cảm với tôi. Từ nay cái ban hộ tử cố gắng làm việc để giúp đỡ tôi, thì tôi khỏi lo bên ngoài nữa. Tôi chỉ lo tu thôi. Rồi tôi giảng pháp cho quý vị, để tất cả quý vị đều vãng sanh và cực lạc hết. Tôi về đó tôi đợi. Tôi thấy cơ duyên quý vị có thể vãng sanh. Nếu không về trung phẩm thì cũng hạ phẩm chứ không có lọt được. Mà đây ban hộ niệm đầy đủ nữa. Thì cái yêu cầu của tôi là vậy. Niệm Phật. Thái tử Sĩ Đạt Ta là muốn quý vị thành Phật. Chứ cõi trời 62 tôn giáo bạn hồi đó đã có rồi. Chỉ thiếu có cõi Phật thôi. Mà tới đời mạt pháp này thì làm sao thành nhập lưu nhất vãng lai. Rất là khó khăn. Thì A-di-đà nói nếu nhất niệm là thành Như Lai, bảo đảm chỉ thêm cái phát nguyện nữa thôi. Mà nhất niệm là như thế nào? Không ai biết hết. Giải thích bằng cái thân, cái miệng. Còn lần chuỗi bột ngày 10 sâu, bà kia nói tôi 20, bà nọ nói tôi 30. Con niệm Phật một ngày 1.000 tiếng, bà kia nói 2.000, bà nọ nói 3.000. Vãng sanh không sư? Tôi nói không cái nào vãng sanh hết. Tôi hỏi bà niệm Phật bằng cái gì? Bằng miệng, bằng tai sao? Con niệm 4 chữ, niệm 6 chữ dài quá. Con niệm 4 chữ, con được nhất niệm. Nhất niệm là cái gì? Chả biết gì hết. Cái quan trọng vãng sanh là do tâm, chứ không phải là do tai, không phải là do thân, không phải là do miệng. Mà hầu hết là như vậy. Tôi giảng rồi lại hỏi nữa. Tôi nói tôi cạo đầu cô. Nói, nãy sư đâu có giảng, sư giảng là niệm Phật lần chuỗi hay không lần chuỗi, chứ sư đâu có nói niệm 4 chữ hay 6 chữ. Tôi nói không những Phật tử đó, mà Phật tử ở đây cũng vậy. Tôi giảng pháp mà tôi léo qua con đường khá cái, rồi bắt đầu trật lất hết. Mình nắm cái gốc là tâm, chứ không phải là thân, không phải là miệng. Nhưng có thân có miệng, nó giúp cho cái tâm nó dễ nhất niệm. Mà khi tâm nhất niệm rồi, thì thân với miệng không cần lắm. Cũng như bây giờ tôi niệm Phật đâu có ra tiếng. Tôi đâu có 4 chữ 6 chữ gì đâu. Tôi nhớ một cái nói hiện thôi. Nhưng mà đừng bắt chước. Chừng nào quý vị đi tới nhị thiền, tam thiền, quý vị sẽ được vấn đề đó. Nhưng mà người xưa cơ thì cứ kêu người ta thân lạy Phật, miệng niệm Phật, thì cái tư tưởng mới nhớ nghĩ tưởng tới Phật được. Mà muốn vậy quý vị phải giữ giới. Nói sao con làm hoài không được, có giữ giới đâu mà được. Còn tôi giữ trên 5 giới nữa. Mặc dầu 250 giới tôi chưa giữ tròn được, nhưng mà trong 10 giới tôi giữ được. 10 giới kéo dài ra thành 250 giới. Quý vị giáo pháp không vững, nói 10 giới chớ thật sự có 5 giới, 250 giới mà thật sự có 5 giới, 5 giới thật sự có 1 giới. Tôi thấy đạo Phật độc đáo chỗ đó. Cô gấm nói chuyện với tôi, nó nói, sư giảng pháp bây giờ Tịnh Độ, sư đứng hạng nhất. Sư biết tại sao không?
Người ta giảng rất nhiều mà sư đứng hạng nhất. Tôi không ngờ nó có cái sáng tạo. Tôi nói cái bí mật của tôi, cổ bật mí hết. Sư, cái đặc biệt của sư là cái giảng pháp rất là rành. Người ta tịnh độ, người ta chỉ giảng tịnh độ thôi. Sư cho người ta biết cái chứng đắc vãng sanh về hạ phẩm, hạ sanh, trung sanh, thượng sanh. Sư giảng rất rành. Rồi trung phẩm tu khác với hạ phẩm sao? Mà trung phẩm hạ sanh, trung sanh, thượng sanh sao? Sư chỉ rất rõ. Cái chỗ đó là cái chỗ độc đáo nhất của sư mà không ai có. Sư cố gắng. Thì tôi thấy nó có cái sáng tạo, nó nắm được cái tôi giảng. Còn sư cô Minh chuyên môn diễu, chứ không có cái chiều sâu. Lý lắc lắm, đoán được cái này cái kia, mà hỏi cái chiều sâu thì không có. Mà bây giờ về không chịu học, không chịu tu gì hết. Đi không, trở về không. Tôi nói thẳng à, tôi muốn tất cả đều có giáo pháp. Còn cái cúng dường, cái phước báo, thì cái đó là cái bàn đạp. Dừng ở đó là phạm giới cấm thủ. Quý vị phải hiểu. Nhưng phải có cái phước báo, chừng đó mới bước qua đạo Phật. Mà phước báo rồi phải qua nhị thiền. Niệm Phật từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Đây là định sanh hỷ lạc. Tự mình có thể sanh về cõi trời, tự lực không về cõi Phật được. Nhưng mà thêm cái phát nguyện, A-di-đà ơi, con không muốn về cõi trời, thì Ngài hiện ra đưa vung sen hào quang, mình vãng sanh liền. Thôi đại khái là như vậy ha. Quý vị cố gắng, tôi thấy ở đây quý vị đủ duyên lành, có phước báo. Được thân người, được nghe Phật Pháp, mà chánh Pháp cũng vẫn còn. Có một điều đại bất hạnh, tôi cũng nằm trong đó, là sanh không gặp Phật. Phật đã tịch rồi. Cái đó là điều bất hạnh của quý vị, của tôi và của tất cả toàn thế giới này. Mà quý vị nên nhớ, tôi giảng giáo pháp là tôi giảng đi vào chiều sâu đó, chiều của đạo quả, chứ tôi không có giảng người trời nữa. Thành ra vấn đề tôi là phải ngồi thiền cho nhiều. Thành ra quý vị thấy tôi mới tổ chức đi biển này kia, để cái tâm thoải mái, cảnh thanh tịnh rồi, tôi đi vào chiều sâu. Thì quý vị thông cảm cho tôi. Tôi lấy cái pháp làm đầu, còn tất cả sự phước báo là cái phụ thôi. Quý vị đừng có nói tôi ghét vấn đề làm phước. Tôi không có ghét vấn đề đó. Tôi muốn quý vị làm phước rồi đừng có dừng ở đó. Làm cái bàn đạp quý vị qua bát nhã dễ dàng. Nhất là ở đây có tôi hướng dẫn. Quý vị đầy đủ cấp phương tiện quá. Trong nơi không có đầy đủ phương tiện, không có ai đi sâu vào bát nhã. Thì quý vị cố gắng, mình có nhân duyên thì phải làm sao vãng sanh để thành Phật, rồi trở lại độ cái cõi ta bà đau khổ này. Không bỏ ta bà này được nha. Tôi cũng không bỏ được đâu. Nhưng bây giờ tôi trốn về cực lạc, rồi tôi cũng trở lại thôi. Vì tôi có cái ân nghĩa với cái cõi này nhiều quá rồi. Thì quý vị phải hiểu. Quý vị đem cái bản đó ra ha, tôi nhắc lại. Trong bài kinh 66 này, nó hay. Nó trả lời tất cả những câu hỏi mà từ xưa tới giờ tôi giảng không chạy, tức là không sáng tỏ. Thì trong này nó sẽ giúp chúng ta sáng tỏ. Thì cái khó khăn nhất, đó là cái quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì vô thường, vô ngã tôi giảng hoài mà tôi không nắm được. Trong này tôi giảng nó không có rõ. Bây giờ thấy cái này nó rất là rõ. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn hay là óc. Sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Vô ngã tức là những sự vật có hình tướng rõ ràng do nhiều duyên giáp lại. Thành ra không có cái gì có cái ta cố định trong tất cả sáu căn, sáu trần này. Thành ra hết giáp lại là nó phải giã. Thành ra cái đó kêu là vô ngã, không có một cái ta. Vô thường là nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái, là cái nhận thức. Còn vô ngã là cái đối tượng của nhận thức. Mà chúng ta biết theo bài kinh 66 thì sáu trần tiến hóa thành ra sáu căn, tức là vật lý, mà nó tiến hóa thành ra sinh lý.
sinh lý mà tiến hóa thành ngạ quỷ, tức là cảm giác bất lạc bất khổ thọ và cảm giác lạc thọ khổ thọ một cách lờ mờ. Còn tiến nữa thành ra ý thức, tức là tư tưởng của súc sanh. Rồi tiến nữa là sáu súc, tức là có ý chí, tức là có nghiệp. Thì từ tư tưởng của súc sanh tiến lên loài người thì mới bắt đầu có nghiệp. Nghiệp là một sự cải sửa của tư tưởng. Có nghiệp thì nó hà hơi, nó giúp cái chất liệu cho tư tưởng. Thì loài thú chưa có nghiệp, chỉ có loài người mới có nghiệp. Nhưng mà loài người chưa có hai đại gia, tức là chưa có thần thức, chỉ có nghiệp thôi. Thành ra cái bài kinh Na Tiên Tỳ Kheo Vấn Đáp toàn là nói về nghiệp. Bên Nam Tông là không có thần thức, chết là đầu thai liền. Nó gần giống như là duy vật của khoa học. Khoa học con người chết là hết. Còn bên Nam Tông chết là còn, còn cái nghiệp. Nghiệp đi đầu thai mang xác thân khác, rồi sống hành động theo nghiệp, rồi chết còn lại nghiệp. Nghiệp mang xác thân mới. Thân mới là do những cái nghiệp cũ tạo ra xác thân mới. Rồi sống trong hoàn cảnh tạo nghiệp mới. Nghiệp mới còn lại, sau khi chết còn lại cái nghiệp. Đến đây là vì nghiệp, hành động theo nghiệp, chết rồi đi theo nghiệp, đầu thai mới cũng do nghiệp. Tất cả đều là nghiệp, kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Sau này tôi sẽ đem quyển kinh Na Tiên Tỳ Kheo của Hòa Thượng Giới Nghiêm giảng rất đầy đủ. Nó rất hay. Quý vị trình độ không bắt cái chỗ hớ nó được, không bắt cái chỗ không toàn diện của nó. Tôi hồi xưa tôi cũng rất thích dịch ra 18 thứ tiếng ở trên thế giới. Tất cả tôn giáo bản đều rất thích tăng nó lên. Bên Nam Tông, nhất là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan và Singapore là Nam Tông, kêu là tiểu thừa. Người ta không chịu. Người ta kêu là nguyên thủy. Thì hoàn toàn học cái kinh đó với kinh pháp cú. Thì giữa vua Milan đã hỏi Na Tiên đó, thì Na Tiên trả lời rất là chứng trạc, là khít khao không thấy cái chỗ hở. Nhưng nếu quý vị học qua bảy kinh sau sáu, quý vị có cái trình độ nghiền ngẫm, rồi quý vị sẽ thấy cái chỗ không toàn diện. Sai thì không phải sai, nhưng mà không toàn diện của nó. Thì đa số bây giờ các sư cũng theo đó, nhất là hòa thượng ở Ngọc Viên, thì không chấp nhận cái linh hồn. Khoa học cũng không chấp nhận linh hồn, nhưng khoa học khác với Nam Tông. Nam Tông không có linh hồn nhưng mà có nghiệp. Chính nghiệp dẫn dắt chúng ta đi đầu thai. Chính nghiệp tạo ra cái nghiệp mới. Chính nghiệp chết đi còn lại nghiệp. Nghiệp sanh trong cõi đời này. Nghiệp hành động trong cõi đời này. Chúng ta chịu dưới quyền của nghiệp, rồi đầu thai mang nghiệp. Thì nó rất là hay. Còn khoa học chết là hết. Nó hơi khác. Không có linh hồn cũng chẳng có nghiệp. Còn theo trong duy thức thì có cái linh hồn, nhưng trong bài kinh 66 này sáng tỏ. Từ 6 căn là sinh lý thì làm sao có nghiệp? Chưa có cái biết, đây là sinh lý, địa ngục hữu gián. 6 trần là địa ngục vô gián. 6 thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, là ngạ quỷ, tức là có cảm giác mà chưa có tư tưởng. Cảm giác dễ chịu, khó chịu, hành động theo đó, chứ không có suy nghĩ. Thì tôi đã chứng minh rồi. Quý vị đói thấy người ta có đồ ăn nhào vô, giật liền. Không có sự tính toán, đói thì ăn. Thấy vàng là nhào vô giật liền. Người ta đánh chết cũng được, không có cái sự phân biệt. Tới loài thú có phân biệt mà chưa có ý chí, chưa có sự cải sửa. Nói làm không có nghĩ tới cái hậu quả. Tưởng sao là hành động vậy thì quý vị phải hiểu chỗ đó. Rồi tới cõi người thì là ý xúc. Xúc là do sự tiếp xúc của căn trần thức thì mới bắt đầu có sự cải sửa. Loài thú nó không có ý chí để cải sửa căn trần thức. Chúng ta thấy con thú làm hang 100 năm trước, 100 năm sau. Con chim làm ổ 100 năm trước, 100 năm sau. Mãi mãi vẫn là như vậy. Con người không có như vậy. Chúng ta phải hiểu cái đó kêu là nghiệp. Mà trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, ví dụ về không có cái thần thức rất là hay. Ví dụ cái lượn sóng, ví dụ cái hột xoài. Lượn sóng là vật lý, địa ngục vô gián. Làm cái gì có ai lại ra?
Rồi cái hột xoài là ngạ quỷ, làm gì có thần thức? Cái nghiệp còn chưa có mà. Thành ra thấy nó hay mà nó hớ, không thể ví dụ như vậy được. Ví dụ về con người chưa có thần thức, chưa có linh hồn, chỉ có nghiệp thôi. Đến cõi trời dục giới, nam giới bắt đầu có thần thức, nhưng mà ưu trĩ. Thành ra cõi trời cũng khó mà thành Phật. Đến cõi trời sắc giới, tám giới, bắt đầu thần thức mới già dặn, sơ thiền chưa được. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm chưa được. Mà già dặn là phải tới chừng khỏi cần niệm mà vẫn có tiếng niệm Phật, là đi sâu vào A Lại Gia. Bây giờ A Lại Gia mới niệm Phật, còn sơ thiền là niệm Phật bằng tư tưởng. Thì cái này tôi hỏi đa số trả lời cũng không chạy mấy tay gạo cội đó, như cô Liên Trà, cổ hay. Nhưng tôi hỏi dí vô là cổ cũng kẹt. Tôi hỏi có mấy cách niệm Phật, cổ biết có 2 cách niệm Phật, tư tưởng và A Lại Gia. Tôi hỏi tới cô Như Nhật thì cũng biết 2 cách, nhưng mà giảng cũng không chạy. Cô Gấm thì nó chạy, bởi vì nó là sư cô, tối ngày nó chìm trong thiền định, nó thấy được cái chỗ bí hiểm. Thành ra những cái đó tôi giảng mà tôi không có giảng rõ cái bí mật mà. Thì mỗi người phải tham thiền bật mí lấy. Không giảng mà có giảng, chứ không phải là tôi không giảng. Mà tôi giảng cũng như bài toán vậy. Tôi nói cộng trừ nhân chia, tôi không có chỉ cộng trừ nhân chia. Thì mình sắp xếp làm sao cộng trừ nhân chia để đúng cái giải đáp đó là phần của quý vị. Thành ra những cái tôi giảng là đạo Phật có hết. Cô Gấm nó nói, sư là độc đáo, sư biết phân chia tu niệm Phật như thế nào vãng sanh. Mà vãng sanh về hạ phẩm hạ sanh khác với trung sanh, khác với thượng sanh như thế nào. Rồi hạ phẩm trung phẩm khác nhau sao. Sư giảng rất rành, không ai giảng được vậy. Thành ra trong tình độ là sư siêu hết. Trên mạng tình độ là sư nắm đầu, giảng có tầm cỡ quốc tế. Có một mình nó là nó thấy được cái độc đáo của tôi. Chứ còn tình độ người ta giảng rất nhiều. Nhưng quý vị nghe coi, có ai chỉ quý vị cái đắc quả như thế nào? Giảng thứ lớp làm sao? Hạ phẩm hạ sanh, trung sanh, thượng sanh. Rồi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh cách nào? Không có ai nắm được cái tâm, nắm được cái thân, cái miệng. Thì Phật tử nào cũng vậy, niệm 4 chữ hay 6 chữ sư? Niệm có chuỗi hay không chuỗi sư? Niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng? Hay niệm thầm sư? Tôi nói cái nào cũng không vãng sanh hết. Đâu phải niệm 10.000 sâu chuỗi mà vãng sanh. Đâu phải niệm 1 tỷ tiếng niệm Phật mà vãng sanh. Đâu phải lạy Phật 108 lạy mà vãng sanh. Mấy cái đó không phải, mấy cái đó là trợ duyên thôi. Cái nhất niệm không phải là thân, không phải là miệng, mà là có tư tưởng. Mà tư tưởng là vọng, không thể nhất niệm được. Chừng nào nó giao lưu với A Lại Gia, A Lại Gia là chân vọng hòa hợp, thì đây mới là nhất niệm. Còn nhất niệm đi sâu nữa thì quý vị sẽ lọt qua vô niệm. Tôi thấy là nó rất hay. Thì để lần lần tôi giảng tới, nhất niệm mà còn giao lưu với tư tưởng thì tư tưởng là vọng, nhất niệm là chân vọng hòa hợp. Cái này là quý vị không nắm được. Tôi hỏi mấy gạo cội đó, cô Liên Trà cũng không được, cô Như Nhật cũng không được. Mấy người kia cũng lộn xộn giữa nhất niệm và chân vọng hòa hợp. Mà nó hòa hợp làm sao? Rồi nó đi tới nữa, nó đi tới chỗ nào? À, cái đó là đi tới tam thiền, rồi tứ thiền, nó phải khác nhau. Cô Gấm nói sư độc đáo là chỗ đó. Cái chỗ mà sư phân rất rành, mà không ai đi sâu như vậy được. Thành ra thấy, đời sống của nó là đời sống của một sư cô thì mới có thể đi sâu. Tôi cũng vậy, tôi đi sâu là nhờ tôi rất rảnh rang, ăn mặc ở bệnh tôi khỏi phải lo, Phật tử lo hết. Và tới cả xã giao bên ngoài, Phật tử cũng lãnh dùm tôi. Tôi rất cảm ơn cái đó, và trả ơn lại là tôi phải giảng cho có chiều sâu. Chiều sâu là chiều của đạo quả A-la-hán.
tôi đã từng nói với quý vị mà. Niệm Phật, rồi tôi dí quý vị tới A-la-hán mới thôi. Còn Bồ Tát, tôi không thành vấn đề. Tôi đắc A-la-hán, tôi ở A-la-hán 1000 kiếp cũng được, không cần vãng sanh. Nhưng mà chưa A-la-hán là tôi phải về à? Bất lai tôi cũng phải về Cực Lạc. Còn A-la-hán tôi khỏi cần, tôi ở đây tôi tiếp với Phật Di Lặc. Mà bất lai tôi không ở. Cõi này bây giờ tôi giáo hóa không có nổi. Trước mấy cô Phật tử tôi dành vậy, mà tôi còn làm không xuể. Cái tánh đàn bà không bỏ được, ai mà nói cho nổi. Thành ra quý vị thông cảm, tôi là tôi nói thẳng à. Tôi cũng cố gắng, được không được thì thôi. Quý vị mà trao đổi với nhau, quý vị tiến rất mau. Để cái trình độ nó tương đương với nhau, rồi tôi giảng sâu vô quý vị mới tiếp thu được. Bây giờ cái trình độ nó loảng choảng. Có một số người rất giỏi, nhất là bên nữ, được 20-30 người mà không chịu trao đổi. Nếu mà tôi đi sâu nữa rồi quý vị làm sao nắm? Bên nam có chừng 7-8 người, còn bấy nhiêu không chịu học. Tôi làm sao bây giờ? Nhất là mấy cô cận sự nữ vô đây quét rác, đâu có chịu học. Như cô Hải, chừng nào mới kêu được, nhất định là không. Vì nó học khó mà. Vạn sự thì khởi đầu nan, khó mình làm hoài thì vẫn được thôi. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại. Thì cái bài kinh 66 quý vị phải thuộc lòng, chứ không lẽ đi đâu lại bỏ trong túi, mà làm như kiểu cô Tươi đi ép nhựa, mà nhựa thứ cứng nữa. Trời ơi, làm sao xếp lại. Tôi nói ngu ơi là ngu. Tôi là làm gọn như vậy để xếp đi đâu đó bỏ túi đem ra nếu chưa thuộc. Còn tôi muốn quý vị thuộc. Nó ra, tôi ngồi tham thiền trong này nó ra. Quý vị phải nhớ. Thành ra quý vị phải nhớ, sáu căn, sáu trần, đây là vô ngã. Còn sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái là vô thường. Vô thường, vô ngã đều phát hiện từ cái chân tâm. Mà muốn đi tới cái chân tâm thì đi chân vọng hòa hợp trước, tức là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, tới A-la-hán mới gọi là chân tâm. Đây là vô học. Còn nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai là chân vọng hòa hợp, là bậc hữu học. Phải nhớ cái chỗ đó thì trong này đầy đủ hết. Rồi kế đó có cái khó khăn nữa. Quý vị để ý ha. Cái này là ông Thiện Khánh thắc mắc hoài, mà tôi trả lời không có chạy. Tôi giảng được mà giảng không chạy. Tới bây giờ trong này tôi mới thấy nó chạy, nó rõ ràng. Quý vị về coi lại, nhất là cái ý căn, mà trong cái bài Huyền Giác, tôi thấy quý vị trả lời cũng chưa ổn. Có cái câu cuối cùng là có ba cách hiểu. Một cách là tùy niệm phân biệt. Một cách là kế đạt phân biệt. Một cách là tự tánh phân biệt. Thì cái này giảng cũng tùm lum. Ông Thiện Khánh giảng khác, còn cô Như Nhật giảng lại khác. Tới cô Bi lại giảng khác. Cô Bi nói cái đó là biến kế sở chấp. Cái là y tha khởi. Còn cái là viên thành thật. Cũng chớt lớt. Còn có người nói ông Thiện Khánh ghi là tùy niệm phân biệt là đối chất cảnh, rồi kế đạt phân biệt là độc ảnh cảnh gì đó, tự tánh phân biệt là A-lại gia. Thì tôi thấy giảng tùm lum, mà bài kinh 66 này trả lời rất rành. Quý vị suy nghĩ thì lấy cái này làm căn bản. Những câu hỏi đó rõ ràng để quý vị lựa. Tôi không để quý vị làm biếng. Ở đây làm biếng quá. Ngồi thiền phải ọc ra rồi nghiền ngẫm dựa vào bài kinh 66 này thì nó sáng tỏ hoàn toàn. Nó có cái lõi ở đây. Thành ra tôi nói quý vị giỏi chứ không nắm được cái lõi. Tôi thì sở trường với cái lõi. Còn giải thích cho dành thì cô Như Nhật với ông Thiện Khánh. Còn trả bài bản thì có thể pháp hội này lập lại y chang, giải thích cho đi sâu thì không có. Còn linh động mà sáng tạo thì có ông Thiện Đức và cô Gấm.
nhưng mà được 50-60% thôi. Còn tôi 100%, tôi sở trường về nắm cái lõi đó. Thành ra giảng cái gì giảng tôi cũng nắm cái lõi. Thân khẩu ý, cái lõi là ý. Giới định huệ, cái lõi là huệ. Tín hành nguyện, cái lõi là nguyện. Duy nguyện vãng sanh, chứ tôi không có nói tín hành nguyện mới vãng sanh. Chính quý vị tổ lại khác. Ông Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư nói tín nguyện mới vãng sanh. Tôi nói khỏi cần tín, duy nguyện vãng sanh là đủ rồi. Tôi thì tôi bạo dạn à. Tổ là tổ, tôi là tôi. Nhưng mà nếu như vậy tôi phải giảng cho sáng tỏ, tôi phải đem cái thí dụ cho rõ ràng. Chứ không phải tôi nói bắt quý vị theo. Nhưng tôi lấy thí dụ ngay trong cuộc sống. Có cái nguyện nào mà không có tín? Có cái nguyện nào mà không có hành? Tôi mong cầu về cực lạc mà tôi không niệm Phật, không hành, không giữ giới thì làm sao về? Cái nguyện là trong đó có hành. Mà tôi phát nguyện về cõi Phật mà tôi không nhất niệm làm sao về được? Tạp niệm làm sao về? Thì trong đó phải có tín. Tôi giảng rất là rành. Còn Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư thì phải tín nguyện mới vãng sanh. Tôi nói không cần tín. Không cần tín không phải là không cần, mà trong nguyện đã có tín rồi. Quý vị phải nhớ. Rồi ở đây quý vị coi lại cái này. Trong ý căn tiếp xúc với pháp trần, nó phát hiện ra ý thức. Chữ pháp trần là cái gì? Cái này là cái khó khăn nhất mà tôi thấy chưa có ông giảng sư nào giảng cho rành mấy cái này. Mà ông Thiện Khánh nắm cũng không vững. Nhưng mà ông cứ trăn trở cái này hoài. Ông hỏi mấy lần. Tôi giảng mà tôi thấy tôi không thỏa mãn. Mặc dù pháp hội thỏa mãn nhưng mà chính tôi là tôi thấy không có sáng tỏ. Nó không có toàn diện. Nó còn thiếu thiếu một cái gì. Thì tới cái bài kinh này tôi thấy nó sáng tỏ. Tôi thấy cái bài kinh 66 này hay. Bây giờ giảng lại một lần cho nó hoàn tất. Những cái gì thắc mắc từ xưa tới giờ tôi không sáng tỏ, trong này làm sáng tỏ hết. Thành ra kỳ này tôi bắt quý vị người nào cũng phải học thuộc lòng cái bài này hết, rồi nghiền ngẫm 10 câu hỏi đều nằm trong này. Thì chúng ta đi sâu vào duy thức, tức là tiến trình của năm ẩn, thì nó nằm ở trong này. Nó sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách sáng tỏ. Thì bây giờ chúng ta coi ha. Ý căn tiếp xúc với pháp trần phát hiện ra ý thức. Thì ý thức ở đây là súc sanh. Mà thật ra sáu căn, sáu trần, sáu thức này không có. Không có con mắt, không có sắc trần, không có nhãn thức. Nó chỉ là một mớ điện tử rối mù kêu là hỗn độn. Ông Lão Tử thì đạo Phật kêu là vô minh. Không có sáng tỏ, nó lờ mờ. Không có con mắt, không có sắc trần, không có nhãn thức đâu. Đó là những điện tử quay mồng một cách lờ mờ. Mà đạo Phật dùng cái chữ là vô minh. Lão Tử kêu là hỗn độn. Cũng một thứ thôi. Nhưng mà chúng ta coi chừng cái vô minh của địa ngục nó khác. Còn cái vô minh của người trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, nhất là tứ thiền nó khác. Còn cái vô minh của A-la-hán lại khác. Cái khó khăn ở chỗ đó. Thành ra có câu hỏi trong này. Có bao nhiêu thứ vô minh? Tôi thấy hồi đó tôi hay à? Nhưng mà tôi trả lời dường như là cũng không sáng tỏ mấy. Bây giờ tôi trở lại tôi thấy sáng tỏ. Trong đây có câu. Quý vị lật ra phía sau 10 câu hỏi quý vị sẽ thấy. Có bao nhiêu bất lạc bất khổ thọ. Giải thích và cho thí dụ. Câu này thấy đơn giản mà trả lời chết luôn. Bất lạc bất khổ thọ cũng là vô minh. Vô ký cũng là vô minh. Mà có bao nhiêu thứ bất lạc bất khổ thọ. Địa ngục có bất lạc bất khổ thọ mà hạng nặng. Rồi tới người trời thì người trời cũng có bất lạc bất khổ thọ. Mà bất lạc bất khổ thọ, cái khó khăn của nó là lạc thọ, khổ thọ đều cũng nằm trong bất lạc bất khổ thọ hết. Tôi ngồi tôi mới suy nghĩ, tôi thấy chỉ sống với bất lạc thôi. Chẳng hạn bây giờ quý vị đau, nhức cái răng hay quý vị đau bụng thì là khổ thọ. Trời ơi khổ quá. Rồi khi nào quý vị nhổ răng, chích thuốc hết nhức, hết bệnh, thì quý vị cảm thấy lạc thọ. Nhưng mà hạnh phúc chừng một vài tiếng,
một hai ngày rồi quý vị trở về bất lạc. Sống trong lạc thọ mà không biết lạc thọ thì đó thuộc về bất lạc bất khổ, một trạng thái dừng dưng. Rồi mai mốt cây răng nó hư, nó nhức trở lại nữa, thì mới biết hồi nãy là mình sống trong lạc thọ. Mà cái lạc thọ nó đã bất lạc rồi, bây giờ mới biết nó là lạc thọ. Khi nó đau nhức thì mới biết không đau không nhức là hạnh phúc. Hạnh phúc là lạc thọ. Thì bây giờ mới cải sửa cho hết nhức cái răng. Hết nhức cái răng cảm thấy lạc, sung sướng vô cùng, ăn uống ngon, không có nhức nữa. Nhưng mà 1-2 tiếng thì chúng ta trở lại trạng thái bất lạc bất khổ nữa. Cái này chúng ta phải để ý. Thành ra luôn luôn chúng ta sống trong vô minh. Mà vô minh ai không biết thì cái này là vô minh hạng nặng. Vô minh biết thì cải sửa là người trời. Còn vô minh luôn luôn thấy nó thì đây là Phật. Thấy nó thì vẫn để y nguyên vô minh, nhưng mà không dính mắc vào nó. Thì tôi giảng nó quá rảnh. Nhưng mà làm sao được vậy? Thì chúng ta qua nhị thiền rồi không có làm sao. Nếu đặt vấn đề làm sao là không bao giờ thành Phật. Bởi vì thành Phật là không có đặt vấn đề, mà đặt vấn đề là trong đó là vô minh, là ngu rồi. Không vấn đề mà đặt thành vấn đề là cái ngu. Rồi tìm cách giải quyết vấn đề nữa là sanh sứa thêm nhiều cái vô minh. Cái này tôi giảng rất nhiều. Ở đây nghe rất rành, nhưng mà khi làm cũng lọt vào vô minh, thua cái chỗ đó. Tóm lại cái bài kinh 66 này quý vị phải thuộc lòng. Ai đã trả rồi thì khỏi trả lại, nhưng mà phải ôn. Tôi kêu bất tử đấy. Tôi kêu lập lại người nào thì cũng phải trả liền. Mà cả pháp hội nha, không ai từ chối được hết. Cái này là cái sanh tử của mình. Còn câu trả lời số 1 tôi không dám kêu, chừng nào phát tâm mới được. Câu đó rất là khó. Cái câu đó là cái câu của nhập lưu quả thánh đầu tiên. Còn cái câu này ai cũng phải thuộc. Để chi vậy? Có người thiền rồi, xin nó ọc ra, rồi nhai nó, nghiền ngẫm nó. Chừng nào nó thành máu thịt xương mù của mình thì qua quả thánh đầu tiên là nhập lưu. Còn không thấy rõ nó, cải sửa nó thì người trời. Xin thêm một cái phát nguyện nữa, vẫn về cực lạc và vẫn thành Như Lai. Cái độc đáo của tịnh độ là ở chỗ đó. Quý vị hiểu rồi ha? Cố gắng làm lại. Tôi còn muốn giảng nữa, nhưng hết giờ rồi. Thì cái đầu tiên đó là 6 căn 6 trần là vô ngã. Còn 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái là cái nhận thức nó nằm ở vô thường. Thì vô ngã vô thường cũng là có hình tướng hết. Nhưng vô ngã hình tướng nó rõ ràng, còn vô thường hình tướng nó vi tế. Mà vô thường thấy được vô ngã, còn vô ngã không thấy được vô thường. Cái tâm nó thấy được vật lý sinh lý, mà sinh lý vật lý là địa ngục, không bao giờ thấy được cái tâm. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Do đó thầy Nhất Hạnh, thầy Thanh Từ nói một thứ tôi không công nhận. Thì sau này có ông Nguyên Xuân Hồng mới nói là khác. Một cái chỉ về nhận thức là thời gian ba đời, một cái là đối tượng nhận thức là không gian có 10 phương. Thì tôi nói có đồng minh, nhưng mà tôi giảng không chạy. Tôi cho thí dụ mấy lần mà không chạy. Tôi biết cái nhận thức là vô thường, đối tượng nhận thức là vô ngã, nhưng mà giải thích làm sao? Tới qua bài kinh này nói, trời ơi nó ngu quá, nó nằm trong này. Nếu tôi nói căn trần là vô ngã thì quý vị thấy căn trần có hình tướng, quý vị có thể giáp lại. Con mắt thì do tròng đen tròng trắng, do này kia rồi mới giáp lại. Rồi khi nó bệnh, nó bị mây, có thể lột mây nó. Hay nó đục thủy tinh thể thì... Còn lỗ tai lỗ mũi cũng có hình tướng. Rồi khi nào nó giã, nó đuôi rồi thì đó là hư. Mà nếu toàn thân hư thì chết. Còn vô thường, đố quý vị thấy nó hư. Cảm giác lạc thọ, cảm giác khổ thọ, nó bao lớn, hình tướng nó làm sao? Mà có tướng nha, nhưng cái tướng này nó vi tế nên nó thấy được cái thô tháo. Thì quý vị thấy ở đây rất là rõ. Thành ra nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái đều là vô thường. Nó nằm trong không gian.
Quý vị ngồi đây, quý vị nghĩ cái chuyện hôm qua, nghĩ cái chuyện 10 năm về trước, nghĩ chuyện bây giờ, nghĩ chuyện tương lai, đều nằm trong vô thường. Nó biến chuyển mãi mãi, biến chuyển rất nhanh, nhưng chưa sát na nhé, vẫn là chu kỳ. Cái đó là đòi hỏi quý vị phải khó khăn một chút. Mà khi ở trong A Lại Gia nó phát hiện ra, thì nó phát hiện về cái vô thường, chứ không phải vô ngã. Còn quý vị tu mà nhất niệm, đi tới nhị thiền, thì tư tưởng nó chính là tập trung. Trong đây cũng rõ ràng. Mà tập trung thì phải nương vào xác thân, chúng ta kêu là ngũ cầu ý thức. Mắt nhìn tượng Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, mũi ngửi mùi hương, miệng niệm thầm. Cái thân phải quay về hình tướng Đức Phật. Thì cái tư tưởng nhớ nghĩ Phật nó mới phát hiện được. Thì cái này là niệm bằng tư tưởng, luân hồi sanh tử. Cái này niệm bằng vọng tâm. Trong kinh còn kêu danh từ là bất như lý tác ý. Danh từ càng nhiều thành ra chết quý vị. Tôi coi cái tôi hiểu liền. Vì mình có số vốn rồi. Nhưng mà tác ý để nó nói về cái như lý tác ý là nói về chân vọng hòa hợp. Rồi tới phi tác ý là chân tâm. Nó phải dùng nhiều danh từ. Thành ra nếu dùng nhiều danh từ thì mình rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Nhưng mà người sơ cơ thì chết. Cả một cái rừng danh từ vô đó. Trời ơi, Đức Phật giảng tùm lum hết. Thành ra 15 hạng chúng sanh, tôi bị phê phán. 10 pháp giới là muốn chết rồi. Mà sư trưởng 13 là muốn chết. Rồi sư tới 15, hiểu cái gì được đâu. Thành ra thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là 4 đường thiện. Rồi tâm như tâm, tâm trên tâm, cái này kia là 4 tiểu thánh. Bây giờ sư lại là thân là tịnh, thọ là sướng. Trời ơi, giảng gì tùm lum hết trơn. Nhưng mà rất là sáng tỏ. Đời bây giờ thân là tịnh, thọ là sướng. Không tịnh thì sao mà kẻ chân mày uốn tóc vàng đỏ, rồi đi giày cao gót, rồi mặc áo đủ màu các kẻ, đủ thứ hết. Nếu không tịnh tại sao ham cái cảm giác lạc thọ? Tụi xì ke ma túy là gì? Thọ là sướng, nó vô đó rồi nó khoái, nó la trời, không còn biết trời đất gì hết. Rồi khi thân bại danh liệt, ốm o gầy mòn, bệnh không chữa trị được. Bây giờ thì mới sợ, càng ngày càng sa đọa. Nếu thọ không sướng, thì nhập tam thiền làm chi? Tôi vô tam thiền tôi còn không chịu bỏ. Qua đạo Phật rồi ráng bỏ. Trời ơi, nó khoái lạc, nó sảng khoái vô cùng. Thế cái sảng khoái này với cái sảng khoái xì ke ma túy thì không hơn thua bao nhiêu. Nhưng cái kia xả ra là nó sa đọa. Cái này xả ra nó tiến hóa. Tiến hóa để làm cái gì? Để luân hồi về cảnh giới tốt, cảnh giới hạnh phúc. Thành ra thọ là sướng. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà muốn qua cái đạo Phật thì thọ là khổ. Dầu cho thọ sa đọa khổ đã đành, mà thọ tiến hóa tam thiền cũng nằm trong khổ đau. Nhưng mà trước tiên thấy thọ là sướng, thì mới biết thọ là sướng là vẫn luân hồi, mới biết thọ là khổ. Thọ lạc, thọ khổ gì cũng khổ hết. Quý vị phải hiểu cái chỗ đó, rồi mới thấy cái bài kinh 66 rất là hay. Và cái lối giảng của tôi là toàn diện. Thời buổi này là thời buổi của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ ít có người trời. Mà nếu có đổi thì đổi qua người trời. Còn đạo Phật thì mất. Cái bánh vẽ của đạo Phật bây giờ cũng không có ai giảng, chứ đừng nói là thực hành. Mà thực hành thì rất khó. Thành ra tôi nói nếu nó khó thì phải qua tịnh độ. Chỉ cần cải sửa về cõi trời thôi thì thành Phật. Chỉ có mình tịnh độ mới dám nói vậy. Về đó có Phật Di Đà, có thánh chúng, thì gần đèn tự nhiên phải sáng thôi, làm sao sa đọa được. Thánh tăng không, có một mình và một số ít phàm phu. Còn bao nhiêu thánh tăng mà người ta tu, người ta ngồi thiền, mình không tu được không? Mà cái định lực, cái Phật lực, cái từ lực của thánh tăng A Di Đà thì tất nhiên là mình tu rất mau đắc quả. Thành ra quý vị để ý, Đức Phật giảng cho một người nào nghe một cái là đắc quả nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, a la hán liền. Còn bây giờ tôi giảng cho quý vị nghe cả 100 lần, cả 1000 lần, quý vị có đắc nhập lưu không?
Chắc là không, bởi vì tôi cũng chưa chắc có đắc hay không nữa. Cái đớn đau là chỗ đó, quý vị phải hiểu. Thành ra thôi còn 15 phút, bây giờ trả bài. Bữa mai cũng hội tôi giảng tiếp. Tôi cái xui là không biết làm sao giảng dồn. Bữa nay là 10 giờ sáng, ông thầy dẫn xuống cũng giảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi chiều nay, rồi mai sáng cũng hội nữa. Thì thôi giờ trả bài cho tôi đỡ mệt một chút. Quý vị coi cái này rồi chúng ta giảng sâu nữa. Còn có nhiều cái nốt phức tạp lắm hả? Phật tử trả bài. Thôi tới đây là hết giờ rồi. Về suy nghĩ nhá. Còn cái câu số 1 là khó nhất. Quý vị chuẩn bị vào cái quả đầu tiên là quả nhập lưu. Tức là giải thích và cho thí dụ về sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Tôi đang giảng nhưng mà tôi giảng rời rạc tùm lum. Quý vị phải ngồi thiền và bị bõm chấp nó lại thì nó rất rõ ràng. Thì cái đó phần quý vị. Tôi không có giảng chi tiết. Tôi giảng mỗi chỗ một chút, ha. Thì tất nhiên, 3-4 bài giảng nữa, tôi giảng về cái câu thứ nhất. Mà nếu quý vị qua câu thứ nhất rồi, tới câu số 2-3 thì dễ dàng thôi, không có gì khó. Mà câu thứ nhất là khó nhất, thì tôi không dám kêu. Để quý vị phát tâm, cuối cùng tôi thấy ai trả lời được thì tôi kêu. Ban đầu là phát tâm. Bởi vì cái câu này, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái là nó tới 6 phần. Con mắt phải có đủ 6 căn 6 trần, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Tới lỗ tai cũng có nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái. Cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, 5 cái này thì dễ thôi, nó giống hệt nhau. Còn cái ý là khó đấy. Thành ra tôi sẽ giảng cái ý trong ngày mai nữa. Cái ý nó có 2 phần. Chẳng hạn như là ý thức, nó sẽ cải sửa cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thành ra là có tư tưởng. Mà cái giai đoạn này không phải cải sửa mà là làm cho nó rõ ràng hơn. Bởi vì chưa có ý chí, chưa có mặt na, chưa có nghiệp. Thành ra mới kêu nó là bản năng, nó không bao giờ thành Phật được. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra kêu là nhân quả chứ chưa có gọi là nghiệp. Còn qua tới ý xúc mới có nghiệp, có nghiệp mới có thể thành Phật. Nhưng có người trời dục giới cũng hơi khó thành, có thể đắc quả nhập lưu nhưng rất khó khăn. Còn quý vị qua tới ý thọ thì dễ thành Phật, bởi vì cái nhân nó ăn với cái tâm. Quý vị giữ 8 giới rồi thì quý vị dễ qua cái bát nhã, nhị thiền là phải 8 giới. Còn quý vị giữ 5 giới là rất khó qua nhị thiền. Khó qua mà vẫn có thể qua. Thời Đức Phật người ta qua rất nhiều. Mà thời nay tôi thấy phải 8 giới. Quý vị 8 giới rất khó giữ. Mà tôi thấy ở đây quý vị giữ được. 3 cái sau là 3 cái hạnh. Tức là không ngồi ghế cao. Quý vị đâu có nằm võng, đâu có xích đu, đâu có cả lác gì đâu. Cái thứ hai không xem hát múa. Tôi thấy có nhiều người không coi truyền hình. Còn nếu coi là nghe mấy cái pháp bát nhã thì được. Còn coi truyền hình đá banh quốc tế này kia, coi mấy cái phim này kia thì tôi thấy mấy ông thiện nam thì nghiền. Còn tí nữ thì ít có. Nữ đâu có coi đá banh quốc tế gì. Những cái kích động hấp dẫn thì người nữ ít, thì tôi thấy dễ giữ. Còn giới thứ 8 là khó. Không thoa son rột phấn, không mặc áo dài, không chân diện nữa, thì đúng ra là phải cạo cái đầu. Nhưng cái cạo đầu là cái phụ thuộc thôi. Thì cô Nhiên thường nói con cạo cái tâm trước, cổ để tóc. Thế con cháu có đám cưới thì cổ vẫn thoa son rồi phấn. Còn tóc nó dễ. Con cạo cái đầu chắc cổ làm tóc giả đó. Cổ phải đi thôi. Thành ra đối với Phật tử khó giữ 8 giới, thì nó lại nó khóc với bà nội bà ngoại. Nói là đời con có một lần thôi. Bà ngoại không đi là bà ngoại không thương con. Thì đi vẫn được như thường chứ. Mà đi phải thoa son, phải rồi phấn, phải nhuộm tóc cho cái màu đỏ đỏ mới được sao? Mang guốc cao gót mới được sao? Lỡ đi ra té hát rồi mắc cỡ.
Thấy bà già mà đi guốc cao gót cả nhõng, tôi thấy mấy cô đi còn không vững, nhất là đi vô Tịnh Xá. Nhiều khi đất cát mới ướt thì đi nó lún sâu dở không lên. May là còn trẻ, chứ mấy bà già chắc té lăn củ ở dưới đất quá. Thì quý vị phải cố gắng giữ giới, giữ cho quý vị đó là cái hạnh. Thành ra Đức Phật thường nói, cái giới dễ giữ mà cái hạnh rất khó gìn. Bởi vì nó không hại tới ai hết, mà nó hại tới tư cách của người tu. Thành ra quý vị nằm giới mà vô đây, mặc đồ các kẻ, đồ có ai nói. Vì đó là cái hạnh, nhưng không xứng đáng người Phật tử. Ở ngoài quý vị muốn mặc cái gì cũng vậy. Có cô bán trái cây mà vô đây, tôi giày cổ mấy lần mà cổ tính queo hả? Cũng làm vậy thôi. Con gái mà mặc quần jean bó sát mình mà vô đây, đâu dám ngồi nghe pháp. Đứng ngoài cửa sổ mà tóc thì nhuộm đỏ ao. Tánh tôi thì hay nói, thà đừng có vô đây. Vô đây thấy tôi là tôi nói, mà cổ không giận. Cũng may phước. Trước kia cách đây hơn 20 năm, cổ còn con gái 17-18 tuổi, rất là đẹp. Mà sửa soạn thì con trai nó theo 3-4 chú. Rồi không biết làm sao, không biết bị ếm hay bị thư, rồi bị điên. Điên mà cổ cứ kêu tôi không à? Bởi cổ vô không ai dám nói, tôi nói. Mặc nguyên một bộ đồ trắng, đẹp vô cùng, thoa son rồi phấn như là mấy cô đào hát bóng. Vô đây nghe pháp là tôi dậy liền. Tánh tôi là vậy đó, thà đừng vô. Nói, không lẽ con phải bôi chùi bỏ son phấn con mới vô sao? Tôi nói, đúng, muốn vô phải chùi bỏ, không thì đừng có vô. Tới chừng bị thư rồi nổi cơn điên thì kêu tôi không. Nó độc đáo vậy. Tới chừng bệnh hoạn rồi nói, chỉ có sư Khang mới cứu được con thôi. Tôi làm gì tôi cứu? Tôi có bùa chú, có thần thông, có cái móc gì đâu. Ông sư trần chùi chùi không có cái gì hết. Tôi chỉ lo tu thôi. Tôi không bao giờ tụng chú, không bao giờ xài phép gì hết trơn. Tôi chỉ giới luật, bởi giữ giới nó bảo hộ mình. Chư thiên hộ cho tôi, chứ tôi không cần. Giữ một giới là có 36 chư thiên, chư thần hộ pháp hộ cho mình. Tôi giữ kỹ càng đàng hoàng thì có người ta hộ. Thành ra lời nói của tôi có cái đức. Thành ra những người bệnh hết là do cảm tôi, do kính tôi mà tha cho nó. Nó kêu má nó vô kiếm tôi lại, tới nhà để độ cho nó. Tôi đâu có dám đi. 3 lần bà thân nó lại khóc quá. Tôi thuộc lòng, thôi buộc lòng phải đi. Thôi bỏ đi, kể lại nó khó. Quý vị đừng có bắt trước, ráng giữ giới đi, rồi sau này có tai nạn kêu tôi là tôi không đi à? Tôi nói trước, tôi bây giờ già rồi, tôi không có làm việc đó nữa. Tôi còn trẻ thì tôi cũng ráng tôi đi. Mà đi kỳ đó tôi tưởng tôi tiêu rồi, tôi ra đời rồi đó. Nó điên rồi nó cởi áo ra tùm lum hết trơn. Lúc đó nó trẻ mà đẹp nữa. Tôi đi với ông Giác Kinh. Ông Giác Kinh mê. Lúc đó nó hấp dẫn lắm. Sau này tôi đi hội họp ở Vĩnh Long, mỗi tháng trụ trì phải đi họp. Ở đây, ông lôi lại nhà nó. Tôi về, tôi thấy Giác Kinh với ông Minh Hà. Minh Hà ngủ khò. Tôi kiếm không thấy ông này. Vì tôi nghi. Ông nói sư đi đi, lần này sư đi lâu cũng được nữa. Ở đây con có Minh Hà, hai anh em ở nhà không sao đâu. Mỗi lần tôi đi là ông dặn phải về liền. Ông ngủ một mình ông sợ. Bây giờ ông nói như vậy tôi nghi. Tôi nói, sao cái ông này kỳ hả? Kỳ này đi ổng biểu ở lâu cũng được. Thành ra đi rồi bữa đó tôi không ở lại. Tôi về liền. Vô Tịnh Xá kiếm không thấy ổng. Rồi tôi đi cầu tắm, cầu tiêu mở ra kiếm không thấy. Tôi đi gặp ông Minh Hà nằm ngủ khò. Tôi đánh thức dậy hỏi, ông Giác Kinh đâu? Nói con không biết à? Trời ơi, ở nhà hai anh em mà không biết. Ông này không biết ổng đi đâu. Cho tới chiều tối ổng mới về. Hỏi ông đi đâu? Ổng không thèm nói. Sau này Phật tử nói cho hay, ổng đi tới cái cô điên mà sư gặp đó. Tới cơn điên cổ cởi áo cổ tùm lum hết. Lúc đó cổ còn trẻ đẹp lắm.
Rồi tôi lại tôi khuyên, tôi giảng đâu có hết. Nhà dẫn đi Vĩnh Long, Sài Gòn, đi chùa nào ở cầu Trắng Trị. Vô ông Lục đánh, bắt cởi áo đánh đập, nổi lằn hết trơn, đâu có hết. Trở về năn nỉ tôi nữa. Tôi nói không, tôi có biết gì đâu mà tôi trị. Tôi không có trị. Rồi vô khuyên nó, dẫn tới tịnh xá, tôi khuyên nó thọ giới, về tụng kinh Địa Tạng, cũng không hết. Đi đủ chùa hết, đi lên tới Sài Gòn, trở về cũng không hết. Lần thứ ba, không biết bà nào nhập, nói vô tịnh xá ngủ một đêm tới sáng nó hết. Tôi nói không, không có vô, người nữ không có vô ngủ đêm. Rồi bà thân khóc quá trời, nói nếu mà vô đây thì chú nó vô, rồi bà cũng vô với nó. Tôi phải mở đèn suốt đêm. Lúc đó có em của sư cô tính trơn, cổ vô, cổ ngủ nữa. Vô mở đèn suốt đêm, 12 giờ khuya nó nhập, nó lên, nó quậy quá trời. Qua chạy kêu tôi phải xuống năn nỉ. Nó nói nó không chỗ ở. Tôi nói không chỗ ở thì ở tịnh xá, ở nhà Cửu Huyền đi, tôi cho ở đó. Nghe pháp rồi đi về cõi Phật nha. Thế nó chịu, nó mới xuất luôn và hết luôn tới giờ. Thế cái đó nói, tôi có cái đức, chứ tôi biết cái gì đâu. Thế tôi năn nỉ thôi, tới lần thứ ba nó hết luôn tới bây giờ. Rồi bây giờ cũng mặc đồ chân diện nữa. Tôi gặp là tôi dạy à. Bây giờ già rồi 20 mấy năm rồi. Năm nay 40 mấy rồi mà uốn tóc màu vàng, mặc bộ đồ jean bó sát mình. Tôi gặp tôi mới dạy. Lúc đó có mặt Phật tử nha. Tôi dạy trước mặt. Cái tánh tôi kỳ khôi. Xuống ông Minh cảnh nhằn tôi. Nói sư làm vậy mất mặt cổ. Tôi nói vậy bây giờ có biết gặp cổ ở đâu đâu. Gặp đâu làm đó thôi. Đây coi chừng bị nhập nữa. Tôi nói cô lơ mơ bị nhập nữa. Cô già rồi, có chồng rồi. Sửa soạn trước 3-4 chú theo. Rồi nó ganh tị nhau, nó giành nhau, nó ếm cô. Bây giờ cô đã có đường đi rồi, cứ thẳng đường đi, sửa soạn chi nữa. Tôi thấy cái tật con người nó khó. Cái tập là cái khó rất nhất. Cũng như là cái bà ở đường Nguyễn Đang, đeo vàng rồi bị giật, rồi cảm ơn tôi. Rồi bây giờ cũng đeo lại nữa. Rồi bây giờ cũng đeo lại nữa. Phật tử cố gắng ha. Đọc kinh này cố gắng vãng sanh về cực lạc. Chỉ cần nhất niệm phát nguyện là vãng sanh. Tôi bảo đảm cái đó. Mà nhất niệm là vào A Lại Gia, tức là nhị thiền. Thì Phật tử cố gắng giữ 8 giới. Giữ ha. Còn cái thọ thì không cũng được. Thọ 5 giới mà giữ 8 giới, tức là cái hạnh kiểm của mình. Không ngồi ghế cao nằm giường rộng, lời nói cho chững chạc cho đàng hoàng. Đừng có múa tay múa chân như đàn ông. Ha, cô Liên Trà. Thứ bảy là không nghe xem múa hát đờn kèn, chỗ đông vui yến tiệc, là bớt đi đám cưới một chút. Đi đó thì đi, đừng có sửa soạn quá, đừng có thoa son rồi phấn, đừng có đi giày cao gót. Mình mặc đồ thường, mình đi cũng được, ai cấm mình. Bộ đi đám cưới là phải thoa son rồi phấn sao? Tôi thấy cái đó là cái hiểu sai lầm. Giới thứ 8 là không trang điểm. Thứ 7 là không nghe xem múa hát đờn kèn. Từ nay bớt coi chuyện này một chút, sống đời sống như cô gấm. Là Phật tử mà giống như là một sư cô. Tôi kêu cổ là sư cô không hả? Chưa chắc sư cô nào mà giữ giới được như cổ. Nó đơn giản. Mà đơn giản thì có thời giờ ngồi thiền. Rồi có thời giờ ngồi thiền rồi, học cái bài tôi ra nghiền ngẫm đi và chiều sâu. Những cái gì mà tôi bí mật thì ngồi lâu sẽ hiểu hết. Ở đây chỉ có 2 người, cổ với ông Thiện Đức. Mà ông Thiện Đức bây giờ suy rồi, chịu thôi, không giúp đỡ được ai nữa. Hồi đó là trưởng ban đạo đức của chùa Tịnh Độ. Quý vị làm sao giữ giới như vậy thì không thua gì cô gấm đâu. Tôi thấy quý vị sống phương tiện nhiều quá, tiện nghi quá đầy đủ. Cổ đi bộ không, bữa nào xa thì đi xe đạp. Đi xe đạp thì ít xảy ra tai nạn lắm. Khỏi cần nón bảo hiểm nữa. Điện thoại di động không bao giờ có. Tôi hỏi tại sao không? Cổ nói bận lắm. Không những bận mà nó còn làm hư trí óc của mình. Tôi coi trong văn hóa Phật giáo nó đúng vậy. Khoa học bây giờ la trời.
Ai mà xài điện thoại di động thường thì cái óc não bị loạn, con người mất trí thường hay quên. Hồi đó tôi còn nghe, bây giờ tuyệt đối tôi không nghe, mà không tiếp xúc điện thoại di động. Hồi đó tôi còn tiếp xúc, Phật tử nói rồi đưa cho tôi nghe, nếu tôi có là tôi mệt à. Năn nỉ tôi khai thị bằng điện thoại di động, giảng pháp bằng điện thoại di động, truyền giới bằng điện thoại di động. Tôi nói không, tôi không làm cái gì hết, muốn gặp tôi hay làm cái gì thì gặp Phật tử. Thì tôi thấy Phật tử là những người buôn bán thì nên có, còn lại Phật tử mà mình lo tu không có mua bán gì hết thì nên bỏ điện thoại. Một là không tốn tiền, hai là không hư cái não mình. Xài điện thoại di động, nghe nói sim cạc gì đó tiền không, rồi đem theo mình, nó tít tít te te hoài. Nhất là xuống tiếp chuyện với tôi, nói cái đó người ta là không lịch sự. Những buổi họp tôi nghe bắt đầu họp người ta tuyên bố trước, tất cả điện thoại di động đều khóa lại hết. Cái buổi họp mà chạy ra là bất lịch sự trong buổi họp đó. Cố gắng được cho mình, ích lợi cho người khác. Và tôi khuyên quý vị cố gắng đi xe đạp là tốt nhất. Ở đây tôi bực nhất là cô Tươi. Một gia đình ba mẹ con mà ba chiếc Honda xăng, tốn tiền lắm. Mà cổ đâu phải giàu, rồi làm sao chịu tiền xăng. Xe Honda tai nạn thường, xe đạp thì mình khỏi đội nón bảo hiểm. Mình thấy vừa tiện nghi, vừa có sức khỏe. Quý vị đi bộ một là thể thao, tốt nhất trong tất cả thể thao. Khoa học bây giờ cũng phải công nhận. Hồi xưa tôi khỏe là nhờ tôi đi bát, không bữa nào mà tôi không đi hết, có cấm mà tôi cũng phải cố gắng mà đi. Thôi vậy, trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho quý vị cố gắng giữ giới và làm sao qua cái nhị thiền thì 100 người, 100 người vãng sanh. Còn chưa được thì nhờ thêm ban hộ niệm. Còn nếu nhị thiền, quý vị trăn trở với nó. Nếu có hướng dẫn, tôi sẽ giúp đỡ quý vị sẽ qua quả nhập lưu. Thì ít nhất là cũng trung phẩm. Thì qua đó quý vị thành Phật Quan Âm mau. Quý vị trở lại độ cõi này. Vậy trước khi dứt lời, lần nữa chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.